Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quý Thiên, hôm nay chúng ta có một đề tài để nói chuyện. Thưa quý vị, là hôm nay chúng tôi đã tới được quán ông Khả Cần Cuisine du Việt Nam, là một cái quán khá là ngon và được nhiều người thân hữu và khán thính giả đồn đại là sẽ tới đây ăn bò bảy món. Và chúng tôi rất trân trọng cảm ơn một số khán thính giả đã có lời đề nghị như vậy. Vâng, thưa quý vị, là hiện nay chúng tôi đã có mặt tại nhà hàng Ông Khả Cần ở thành phố Montreal. Và chúng tôi hy vọng là sẽ có những thứ phim về những món ẩm thực của quán Ông Khả Cần này có đúng như lời đồn hay không, thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là cái món khai vị, cái món đầu tiên mà nhà hàng dọn ra với hai cuốn chả giò và chén nước mắm, rất là ngon. Vâng, thưa quý vị, là nhà hàng đã dọn ra cái món đầu tiên của cái phần bò bảy món. Và chúng tôi nhìn thấy đây là cái món súp. Hỏi một câu thôi cô, là nhà hàng đã mở cửa lâu chưa thưa cô? Nhà hàng mở 38 năm. Dạ, 38 năm, dạ cảm ơn cô. Và nhà hàng đã dọn bánh tráng để mà ăn với lại bò nước giấm thưa quý vị. Thì hiện nay là sẽ bỏ bò vào cái nước giấm. Thường nước giấm thì nó có xả và nó có nước dừa tươi thưa quý vị, và nó tạo cái vị là có hành nữa, là đủ để cho nhúng giấm thưa quý vị. Giấm này thì thường là được pha với nước, nếu quý vị muốn ngon đó thì có thể là xài giấm Nhật. Và dưới đây là mắm nêm để ăn với bò bảy món thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, là cái món kế tiếp là mì xào giòn đã được dọn ra. Mì xào giòn này là mì xào giòn bò. Và thưa quý vị, đây là những món bò còn lại. Thứ nhất là món chả đùm bánh phồng tôm, bò nướng, và chúng tôi thấy có bò mỡ chài, bò lá lốt. Có vẻ món này rất là tuyệt vời đây. Xin chúc quý vị ngon miệng. Internet là nó... Tại xin lỗi là nhiều khi người ta sợ phải đem tiền bạc nhiều quá. Tại vì đi ra nước ngoài á, thành ra là nếu mà không nhận thẻ người ta cũng ngại lắm. Đó là cái lý do mà trước khi đi người ta phải ra nhà bank, người ta đem theo 500-700-1000 đô đó thưa cô. Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.